Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ cô đơn ế không người yêu 12 năm. Đây là chia sẻ vừa qua được Đàm Vĩnh Hưng khẳng định trên trang Facebook cá nhân, tiếp tục khiến dư luận rần rần sau tiệc tri kỷ với Dương Triều Vũ. Trong khi dư luận chưa hết xôn xao về đêm tiệc kỷ niệm tình tri kỷ đánh dấu 14 năm 9 tháng quen nhau giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triều Vũ, thì mới đây Mr. Đàm lại có chia sẻ mới khiến dư luận ngã ngửa. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái mới trên trang Facebook cá nhân, giọng ca biển tình viết: "Khổ, hình như mọi người cố tình không chịu hiểu thì phải, khẳng định thương hiệu nè, cô đơn, một mình, lẻ loi, ế, không có người yêu 12 năm rồi." Kết lời, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân anh đang tìm người để song ca bài hát "Rồi mai tôi đưa em" ra kỷ niệm, khiến fan trầm trồ đưa ra không ít ý kiến. Nhiều người tỏ ra băn khoăn trước lời khẳng định của Đàm Vĩnh Hưng: "Đẹp trai như thế này mà ế, khó tin quá", Facebooker Nguyễn Trang bày tỏ. Từ một góc độ khác, Facebooker Muôn Nguyễn cho hay: "Ế thì em tin rồi, nhưng không ai yêu thì em không tin. Vì người yêu anh có rất rất nhiều, anh biết không anh? Người yêu anh nhiều lắm, chỉ có người anh yêu thì sẽ mãi nằm trong trái tim của anh và chỉ mình anh biết thôi."